Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện quyền sùng ngỗ tác y phi chuyển của tác giả Bộ Nguyệt Thiền Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 136 Bên trong viện, Tần Hoan và Từ Hà đi từ trong phòng ra. Yến chỉ nhìn Tần Hoan nói. Sao rồi, có giống như dự đoán của ngươi không? Tần Hoan gật đầu. Không hề sai biệt lắm, vừa rồi ta đã xem rất kỹ, trong lòng bàn tay của liễu di nương thì vết thương đa phần là vết chảy ra hình vòng cung, lại có ít cát dính lại bên trong vết thương nữa cho nên chắc chắn là nàng ta bị giết ở bên ngoài. Đợi chút nữa tú cầm mang y phục và giày qua đây thì sẽ có thêm chút manh mối. Còn về phần nghiệm thi, lần này từ ngỗ tác có thể một mình nghiệm thi được rồi. Từ hà nghe vậy thì vội vàng xua tay. Đừng mà đừng mà, đương nhiên vẫn nhờ cậy vào tay nghề của cửu cô nương. Tần hoan lắc đầu. Lần này nghiệm thi cực kỳ đơn giản, tự ngươi cứ thử xem đi, chắc chắn là ngươi có thể. Suy cho cùng thì sau này cũng không thể lần nào cũng cần ta tới ngươi là ngỗ tác của phủ nha Cẩm Châu, tương lai đương nhiên là phải làm việc một mình rồi. Từ Hà nghe thấy thế thì trong lòng cũng nóng lên, những điều này đương nhiên hắn biết, thế nhưng hiện tại Tần Hoan ở đây thì hắn sẽ có cảm giác múa rìu qua mắt thợ, lại càng sợ làm chậm lại tiến trình phá án cho nên mới từ chối. Thế nhưng nghe đến câu nói của Tần Hoan thì hắn liền ưỡn thẳng sống lưng. "Được, vậy thì tiểu nhân sẽ thử một lần, lúc trước đã vài lần được chứng kiến cửu cô nương nghiệm thi khiến cho tại hạ thu được rất nhiều kiến thức. Lần này nếu như có chỗ nào chưa tốt thì xin cửu cô nương chỉ bảo nhiều hơn." Tần Hoan gật đầu, bên này Yến Chỉ đột nhiên nói: "Sao không thấy nhị công tử Tần phủ?" Hoắc Hoài Tín nghe thế cũng lắc đầu bật cười, Vì nhị công tử này cũng bị bệnh có nhiều người trong viện làm chứng nói rằng đêm qua hắn không hề ra ngoài, cho nên ta mới để cho hắn ở yên trong viện. Yến trì gật đầu, bên này tần hoan lại nghĩ đến tần lệ, có vẻ như hắn cũng không dính dáng gì đến liễu thị cho nên tạm thời bỏ qua hoài nghi với hắn. Nàng nhìn sang Yến trì. Điện hạ, có cần đến chỗ giàn hoa xem thử không? Yến trì đứng dậy. Dẫn đường đi. Hoác hoài tín thay thế liền nói. Điện hạ và cửu cô nương cứ đến xem trước đi, hạ quan ở đây chờ y phục và giày của Liễu Di Nương. Nếu như có thêm manh mối gì thì sẽ báo lại cho Thế tử Điện Hạ. Yến Trì gật đầu rồi nhìn sang Tần Hoan. Tần Hoan xoay người đi ra khỏi cửa, dẫn theo Yến Trì cùng đến chỗ sản hoa. Ra khỏi viện, đi men theo hành lang gấp khúc về phía trước xuyên qua viện của Liễu Thị, rồi rẽ vào chỗ ngoặt hai lần là thấy được bóng dáng của giàn hoa. Tiếp tục đi thêm mấy trượng nữa liền đến ngay bên cạnh vừa nhìn thấy thế yến trì đã trao mày sao lại tán loạn như vậy toàn bộ hạ nhân trong viện đều đã được gọi đi thẩm vấn cho nên bốn phía xung quanh giàn hoa đều yên tĩnh vắng lặng không một bóng người bạch phong và phục linh cùng vài nha sai đi theo phía sau hai người tất cả cùng đi đến phía trước giàn hoa yến trì nhìn mấy nha sai tìm kiếm xung quanh chỗ này xem có cái gì khả nghi không rồi lấy dây thừng đến đây vây xung quanh giàn hoa Ngoài trừ việc phá án thì những người khác không được phép đến gần. Tần Hoan nhìn Yến Trì bố trí như vậy thì trong mắt hơi sáng lên. Nàng chỉ biết Yến Trì đã chinh chiến xa trường 12 năm. Thế nhưng hoàn toàn không biết trong lĩnh vực hình ngục phá án hắn cũng thành thạo đến vậy. Đám nha sai làm y theo lệnh, còn Yến Trì đi vào bên trong giàn hoa. Tần Hoan đi theo phía sau hắn, nhìn những tạp vật hỗn loạn dưới đất rồi nói điền hà nhìn thấy hỗn loạn như vậy bởi vì nơi này vốn là có một cái giếng yến chỉ nhíu mày giếng tần hoan gật đầu rồi đi theo yến chỉ vào trong giàn hoa nói là giàn hoa thế nhưng chỗ này xung quanh đều không có đình nghỉ mát trước kia dựng giàn hoa này lên chủ yếu để che khuất chỗ miệng giếng cũng bởi vì quanh đây đều là hành lang gấp khúc với vườn hoa cực kỳ tao nhã cho nên mới dựng giá gỗ để hoa tử đằng leo lên hiện tại cây tử đằng cũng leo lên kín trên nóc giàn hoa thế nên mới tạo thành dáng vẻ của cái giàn hoa. Đêm hôm qua lão phu nhân hạ lệnh bịt giếng, thành giếng ban đầu bị rỡ ra cũng chưa hề được xây lại, không chỉ thế, sau khi lấp giếng thì mặt đất cũng được san bằng phẳng rồi, chỉ là đêm qua muộn quá rồi cho nên mới chưa lát đá lên che lại. Sáng sớm nay lại xảy ra chuyện cho nên mặt đất bên trong giàn hoa và chỗ miệng giếng vẫn còn chưa kịp lát đá. Gạch đá xây thừng ván gỗ vẫn còn bầy biện la liệt khắp xung quanh nên trông mới cực kỳ hỗn loạn. Vậy mà tại sao đêm đã khuya rồi bác Di Nương lại có thể đi đến chỗ này? Chỗ này vốn là có một cái giếng, mấy hôm nay tần phủ đang nạo vét bùn dưới đáy, có điều. Có điều hôm qua xảy ra chút chuyện phiền toái, lục tỷ tỷ ta bị ngã vào trong giếng, cũng không biết nàng có phải bị dọa sợ hay không mà nói là thấy xương người ở dưới đáy giếng. Sau đó tam thúc mẫu phái lưu quản ra xuống tận nơi xem xét thì kết quả là chỉ tìm được cành cây khô nằm lẫn trong bùn loãng. Lục tỷ tỷ sợ bóng sợ gió một lúc lâu, động tĩnh không nhỏ thế nên khi lão phu nhân biết rõ chuyện này thì mới mời pháp sư đến. Pháp sư nói miệng giếng này không lành, có khả năng còn có thể gây ra tai vạ khác nữa thế nên mới cho người đến lớp giếng đi luôn. Tần Hoan giải thích một lượt cho Yến Trì, hắn gật gật đầu. Thì ra là thế nói xong Yến Chỉ lại nhìn lướt qua giàn hoa buổi tối có lẽ ở đây không có ai qua lại cũng có thể nói là thanh tịnh nếu như theo ý của đại công tử và lão phu nhân là nàng ta tư thông với người khác ở đây vì vậy chọn chỗ này làm điểm hẹn lại hơi qua loa một khi có người ngoài đến thì cũng sẽ nhìn thấy bọn họ trừ phi bọn họ gặp mặt vội vàng vì cái gì đó chỗ giàn hoa này trước sau đều có thể ra vào hai bên cạnh còn có dây hoa leo lên Hiện tại Yến chỉ đứng ở phía sau giàn hoa thì cả người hắn gần như đã bị che khuất, còn nếu như là vào ban đêm thì chắc chắn người ta có thể ẩn nấp ở đây. Nhưng nếu theo lời Yến chỉ nói, nếu liễu thị ra ngoài để tư thông với người khác thì sao lại chọn vị trí này? Nghĩ như vậy, ánh mắt tần hoan lập tức rơi vào rừng trúc tím ở phía xa xa, chỗ này là ở Đông Hậu Viện, cách rừng trúc tím ở hướng đông bắc khoảng không đến 10 trường từ đây đi hết mấy hành lang gấp khúc rồi cứ thế đi về phía trước chính là rừng trúc tím. Nếu như thật sự là yêu đương vụng trộm thì thà chọn bên trong rừng trúc sẽ kín đáo hơn ở chỗ giàn hoa này. Trừ phi, liễu thị chỉ ra ngoài một lát để gặp một ai đó rồi về luôn. Ngươi đang nhìn cái gì? Đối với tần hoan mà nói thì rừng trúc tím này luôn là nơi thần bí nhất của tần phủ, lúc nào nàng cũng sẽ nghĩ đến nó trong vô thức nàng vừa nhìn sang thì đột nhiên cũng ngây ngần cả người, Yến chỉ gọi một tiếng mới làm cho tâm tư của nàng quay trở lại. Ta đang suy nghĩ, nếu như thật sự là yêu đương vùng trộm, tốt xấu gì cũng phải tìm một chỗ nào đó có thể ẩn nấp. Chỗ này mặc dù ban đêm cũng là một địa phương tốt thế nhưng vẫn chưa đủ, loại chuyện yêu đương vùng trộm này nếu bị phát hiện ra chính là một tội lớn. Yến chỉ nhìn nhìn thoáng qua hướng rừng trúc tím theo ánh mắt tần hoan. Đến chỗ rừng trúc kia có lẽ sẽ kín đáo hơn so với ở đây. Tần Hoan do dự một lát rồi nói. Rừng trúc là cấm địa trong phủ, bình thường không có ai dám vào đó. Cấm địa. Đáy mắt Yến chỉ có chút hứng thú, dựa vào tính tình của hắn thì chẳng có cái gì gọi là cấm địa hay không cấm địa cả. Nói ra nghe thử, bình thường những nơi cấm địa luôn luôn gắn liền với những bí mật chua sót. Tần Hoan nhìn xung quanh. Nhiều năm về trước, trong phủ có một vị di nương đã thắt cổ chết ở trong rừng trúc. Trong mắt Yến chỉ hơi kinh ngạc, người mây ngã xuống giếng thôi mã đã cho rằng giếng này là điểm xấu, càng đừng nói có người đã từng chết ở trong rừng trúc tím. Những gia đình quý tộc luôn cực kỳ để ý đến chuyện cắt hung, giống như đại tộc hưng thịnh cả trăm năm chính là dựa vào những thứ này để duy trì. Trong lòng Yến chỉ không hề đồng tình thế nhưng vẫn có thể thông cảm được, hắn căn bản còn muốn vào trong rừng trúc tím xem thế nhưng vừa nghĩ đến hắn lại lắc lắc đầu gạt bò. Chủ tử, đã xem xét xung quanh, không có dấu vết gì lạ cả. Chẳng bao lâu sau Bạch Phong đã đi đến, xung quanh giàn hoa này chỉ đơn giản là mấy cái tiểu viện của các di nương, gần đây cũng là hành lang, vườn hoa và lối đi trong phủ, thật sự không có chỗ nào có thể cất giấu đồ đạc được cả. Mà hung thủ đương nhiên là người cực kỳ cẩn thận, hắn sẽ không để lại dấu vết dễ dàng như vậy được. Bạch Phong vừa nói xong thì Tần Hoan đã ngồi xổm xuống. Khu vực bên dưới giàn hoa đương nhiên được lát đá nên mới không lưu lại dấu vết. Thế nhưng ngay chỗ miệng giếng vẫn còn nền đất. Tần Hoan sắn tay áo lên rồi đưa tay phủi phủi xuống mặt đất. Mặc dù chỗ này nhìn qua thì hỗn loạn thế nhưng trên nền đá có vẻ như đã được quét dọn. Trên mặt đất chỗ này thấy có một lớp bụi mỏng. Tần Hoan nói xong thì cẩn thận phất phất lớp bụi này lên. Yến chỉ cúi đầu, liếc mắt nhìn thấy trên đầu ngón tay mềm mại trắng muốt của tần hoan đang dính đầy bụi đất, hắn trao mày rồi cũng ngồi xổm xuống. Ngươi không cần làm những thứ này. Hắn nói xong nhưng tần hoan vẫn không ngừng đầu lên. Thế tử điện hạ nếu như tín nhiệm tần hoan thì đương nhiên tần hoan phải hỗ trợ thế tử điện hạ mới đúng lễ. Yến chỉ nhíu màu. Ngươi hỗ trợ nghiệm thi là được, những việc này đã có nha sai làm. Tần hoan lắc đầu. Ta cũng muốn tìm ra hung thủ thật sớm, thế tử đừng khách khí, những việc này cực kỳ nhỏ nhặt, tần hoan nghĩ đến là làm luôn, không hề có ý kiến gì gì đó đâu. Yến chỉ nhìn tần hoan, không hiểu sao lại cảm thấy khi nàng nói lời này thì giọng nói rất nặng nề. Thế nhưng hắn nghĩ lại, mỗi lần tần hoan điều tra phán án có vẻ đều là như vậy nên hắn âm thầm thử dài rồi nói. Có lẽ do lão phu nhân tần phủ cho người ta dọn dẹp, bọn họ chỉ biết làm việc theo lệnh thôi chứ không biết trong luật hình ngục có tội hay không. Tần Hoan cũng thấy cực kỳ bất đắc dĩ, tâm tư này của tưởng thị nàng cũng hiểu được. Quá trình tự lừa mình dối người này của bà ta sơ hở trông chất, thế nhưng lại có hơi hoang đường buồn cười. Đáng giận nhất chính là bà ta làm như vậy cũng đồng nghĩa với có rất nhiều manh mối và chứng cứ đã vỗ tình bị phá hoại, khiến cho việc tìm ra chân tướng càng tăng thêm độ khó. Những vết này hình như là dấu chân. Bụi vừa được gạt hết đi thì mấy dấu vết nông sâu không đồng nhất ở trên mặt đất cũng xuất hiện. Thế nhưng Tần Hoan lại trao mày. Mấy dấu chân này cũng không có cách nào xác định được cái nào lưu lại trước cái nào sau. Cũng có thể là từ lúc bịt giếng, có thể là chuyện đêm qua, lại rất có khả năng là lúc mọi người di chuyển thi thể liễu di nương nên mới dẫm xuống đây, tất cả đều rất hỗn loạn. Yến chỉ tiếp lời. Như thế này thì thì bảo chi phủ đại nhân gọi tú cầm đến đây, nghe nàng ta nói lúc nhìn thấy liễu di nương chết là như thế nào, sau đó làm gì thì sẽ biết ngay thôi tần hoan lại nhìn thoáng qua những dấu chân nông sâu này rồi gật đầu nàng vẫn chăm chú quan sát xung quanh đánh giá cẩn thận khu vực giàn hoa này trên mặt đá thì rất khó có thể lưu lại dấu vết mặc dù có thì ban nãy cũng đã bị quét đi rồi mà bên trên giàn hoa thì lại không như vậy tần hoan nhìn từng chút từng chút quả nhiên thấy được mấy phiên lá cây bị rách không đồng nhất điện hà mời qua đây xem yến chỉ đi đến đứng sát bên cạnh tần hoan nàng lên tiếng. Mấy cây tử đằng ở chỗ này vẫn rất xanh tốt, thế nhưng điện hại nhìn này, chỗ mấy chiếc lá này có vết như có ai nắm lấy. Còn chỗ này nữa, không còn mảnh lá nào cả, mà dây hoa như sắp bị kéo đứt rồi. Yến Trì cũng nhìn thấy đúng như nàng nói. Đây là lúc liễu thị bị giết, vùng vẫy nên lưu lại dấu vết. Tần Hoan gật đầu. Có khả năng. Nàng vừa nói dứt lời thì hoác hoài tín ở phía xa xa đã dẫn theo tú cầm và tú thư, cùng với hai nha sai đi đến đây. Một trong hai nha sai đang bê một cái khay, bên trên có gói đồ nhỏ, có lẽ đó chính là y phục mà liễu thị mặc lúc chết. Tần Hoan nheo mắt rồi đi vào trong chỗ giản hoa, hoác hoài tín bước nhanh đến nói. Đến rồi, thế tử điện hạ, cửu cô nương, y phục của liễu thị đã ở hết trong này. Yến chỉ gật đầu rồi nhìn sang tú cầm. Ngươi nói lại xem buổi sáng lần đầu tiên ngươi nhìn thấy liễu di nương là dáng vẻ nào sắc mặt tú cần tái mét, hốc mắt vẫn còn hồng hồng. Vâng, sáng sớm lúc nô tỳ chạy đến đây, tiểu nô phụ trách vẩy nước quét nhà đứng ở bên ngoài giàn hoa, cây trổi trong tay do hoảng sợ nên vẫn còn rơi dưới đất. Nô tỳ vừa đi vào chỗ lối vào thì thấy luôn, cũng sợ đến mức hồn bay phách tán. Nô tỳ thấy, thấy di nương nằm ở chính giữa bên trái trong giàn hoa, hai tròng mắt mở to, đầu ngửa ra đằng sau rất kỳ quái. Chính là, chính là như thế này, cả thân thể nằm nghiêng. Tú cầm vừa nói vừa khoa tay múa chân miêu tả, quả nhiên giống hệt với lời mà Tần Hoan đã nói. Đúng là vai trái chạm đất. Chương 137 Tần Hoan hỏi một câu, Tú cầm gật đầu lia lia. Đúng vậy, đúng vậy. Tần Hoan vẫy tay về phía nàng ta. Người qua đây, nói cụ thể một chút, đầu nàng ta ở đâu, chân ở đâu. Tú cầm đi vào bên trong, chỉ vào nền đất ở chính giữa chân di nương ở ngoài này, đầu hướng về bên trái, thân thể nằm nghiêng dưới đất. Mà trên mặt đất nô tỳ còn nhớ rất rõ là có một vết kéo lê, chính là từ chỗ này đến chỗ này. Tú cầm lại khua tay múa chân một hồi, chỉ trò từ chỗ miệng giếng bị lấp lại cho đến chỗ liễu thị nằm. Tần hoan nhìn thoáng qua yến trì, người tần phù còn chưa biết nàng tinh thông nghiệm thi cho nên nàng không tiện hỏi nhiều. Yến chỉ liếc mắt một cái liền hiểu được ý của nàng, hắn hỏi lão phu nhân các ngươi nói y phục nàng ta không chỉnh tề vậy không chỉnh tề là như thế nào tú cầm hồi hộp nắm chặt lấy cổ tay áo chính là váy áo có hơi toán loạn cổ áo cũng bị kéo ra yến chỉ nhíu mày chỉ mỗi như thế tú cầm rụt cổ gật đầu vâng nhìn qua có hơi bất nhã thế nhưng cũng không có không có kéo rộng ra đến mức lóa thể hoác hoài tín lên tiếng lão phu nhân hoài nghi di nương các ngươi cấu kết với người ngoài ngược lại ngươi nói xem ngày thường di nương các ngươi có qua lại thân mật với nam tử nào khác không sắc mặt tú cầm run lên nàng sợ hãi lắc đầu không có nô tỳ chứng kiến di nương chưa bao giờ vướng mắc gì với nam tử nào khác cả chẳng qua chẳng qua di nương không thích bọn nô tỳ cứ ở bên cạnh hầu hạ suốt cho nên có đôi khi bọn nô tỳ cũng không biết yến chỉ lại nói các ngươi thu dọn chỗ này thế nào tú cầm cúi đầu đầu tiên mang di nương vào trong viện thay đổi siêm y, sau đó. Sau đó thấy mặt đất chỗ này hơi bẩn, còn có lá cây rơi xuống nên lão phu nhân bảo bọn nô tỳ dọn dẹp. Vì thế nên bụi đất cùng lá cây trên mặt đất đều đã quét đi sạch sẽ rồi. Yến chỉ liếc nhìn tần hoan rồi không hỏi gì thêm, hoác hoài tín híp híp mắt. Thấy Yến Trì và Tần Hoan đều không hỏi nữa thì nhìn sang một nha sai bên cạnh. Dẫn hai người các nàng đến cho lâm bổ đầu, nghiêm khắc thẩm vấn. Lời này khiến cho hai người bọn tú cầm đỏ bừng hốc mắt, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi đi theo nha sai rời đi. Hai người vừa rời khỏi thì tần hoan đi đến cầm lấy bao đựng y phục trên tay nha sai. Nàng vừa mở ra thì thấy bên trong có một đôi hài và một bộ y phục màu đỏ tươi, có vẻ như giống y như đúc với bộ ban nãy mặc trên người liễu thị. Tần Hoan lại tiếp tục lấy y phục ra, một mùi hương phấn nồng nặc bốc lên khiến nàng gai mũi nàng cẩn thận nhìn kỹ lại thì đột nhiên trao mày, thấy trên phần lưng và phía sau mông, cùng với trên váy thì đều có bụi bẩn, mà mông còn có vài chỗ bị rách. Khóe môi tần hoan hơi co giật rồi lại cúi đầu xuống xem đôi giày. Mũi giày vẫn còn mới, thế nhưng gót giày đã có chỗ bị mài mòn, mà bên trên giày có dính một lớp đất bẩn. Tần hoan quay đầu qua nhìn sang đất ở bên trên miệng giếng, quả nhiên là đất giống nhau như đúc. Tần Hoan đưa bao y phục cho Hoác Hoài Tín. Hiện tại cơ bản đều có thể kết luận, Liễu Thị đúng là bị giết ở chỗ này rồi. Nói xong nàng lại nhìn Yến Chỉ nói. Nguyên nhân cái chết của nàng ta chính là vết dây trên cổ kia, mà nhìn theo phương hướng thì hung thủ phải hạ thủ từ phía sau. Bùn đất dính trên y phục nàng cũng đã chứng minh điểm này. Tần Hoan nói xong liền đi ra phía ngoài giàn hoa. Đêm qua, nàng đi từ viện của mình ra ngoài, sau đó bắt đầu tiến vào bên dưới giàn hoa. Tần Hoan bắt đầu bước vào. Sau khi đi vào, có lẽ nói mấy câu cùng với hung thủ, sau đó nàng chuyển hướng xoay người sang bên phải. Tần Hoan xoay người. Đúng lúc này, hung thủ từ phía sau trồng dây qua xiết lấy cổ nàng, nàng bị kéo lùi về phía sau hai bước, cuối cùng không chống đỡ được nữa nên mới bị kéo ngã xuống đất, sau đó cứ thế bị người ta xiết cho đến chết. Nói đến đây, Tần Hoan mới giật mình, ngày trước cửu tiểu thư cũng bị người ta bóp cổ cho đến chết. Yến chỉ nhìn Tần Hoan miêu tả lại tình tiết vụ án, không biết tại sao hình ảnh này lại khiến cho trong lòng hắn buồn bực. Tần Hoan xoay người lại rồi trao mày. Rốt cuộc là nàng ta đến để gặp ai? Vào thời điểm đó nàng hẳn là đã tắm rửa, rửa mặt đi ngủ rồi. Thế nhưng lúc đi ra ngoài thì lại thay bộ đồ mới, giày mới, trang điểm lại lần nữa, trên người lại bôi loại hương rất đậm. Tần Hoan nói xong liền cười khổ. Càng nói càng thấy thật sự giống như yêu đương vụng trộm nàng xoay người lại đi đến bên trái giàn hoa lúc ấy hung thủ hẳn là ở bên cạnh mà những dấu vết này cho thấy hắn cũng đi vào từ bên trái ồ đột nhiên tần hoan hô lên một tiếng yến chỉ đi đến hỏi sao thế tần hoan nói tiếp dây hoa ở chỗ này chỉ mọc trong phạm vi khoảng hai thước mọi người nhìn này tần hoan bước nhanh đến một góc bên trái giàn hoa hoa lá chỗ này có hơi kỳ lạ Tần hoan ban nãy nói là trên dây hoa có dấu vết để lại, đơn giản là hoa lá bị vặt rơi xuống, còn dây hoa bị kéo đứt, hoặc là trên lá cây có vết cắt. Thế nhưng hiện tại trước mặt nàng là một góc hoa lá, tuy không thấy dấu vết gì rõ ràng thế nhưng có thể nhìn thấy bên trên mấy phiến lá có mảng lớn biến thành màu đen. Giống như bị cái gì đè xuống. Yến chỉ nheo mắt, đột nhiên hắn tiến lên một bước rồi đi qua một góc giàn hoa hắn vừa dựa vào thì thân thể hoàn toàn đã bị che khuất ở trong góc thế nhưng cùng lúc đó thì hoa lá trên giàn hoa cũng bị ép giữa người hắn và giá gỗ đáy mắt tần hoan sáng lên đúng là như vậy mặc dù điện hạ còn chưa dùng lực thế nhưng chỉ cần đứng dựa vào thời gian dài thì lá cây cũng sẽ bị ép hỏng cho nên mới chuyển sang màu đen trước khi liễu thị đến đây người đó đã đến rồi yến chỉ đứng thẳng lên người đó vì tránh né cho nên mới đứng ở chỗ này quá lâu thành ra lá cây mới bị đẻ hỏng tần hoan gật đầu đột nhiên nói chẳng lẽ người đó trốn sẵn ở chỗ này chính là vì muốn giết liễu thị yến chỉ nhìn nàng hỏi thế nhưng liễu thị vì sao lại đến đây hẹn yến chỉ vừa dứt lời thì hoắc hoài tín đột nhiên a à, lên một tiếng tần hoan và yến chỉ cùng quay đầu lại nhìn cùng thấy một cái khăn rơi ra từ trong bọc y phục của liễu thị cả hai đều tiến lên phía trước Hoắc Hoài Tín cũng đang xem dấu vết trên y phục, ông đang lật đi lật lại nhìn thì đột nhiên một cái khăn rơi ra rất ngoài ý muốn. Cái này, hình như là đặt ở túi trong tay áo. Nói xong, Hoắc Hoài Tín nhặt khăn lên, nhìn nhìn rồi đang định nhét trở lại vào túi bên trong tay áo của Liễu Thi. Đó là một cái khăn màu trắng làm bằng tơ lụa, trên một góc khăn có thêu một cành liễu nho nhỏ khiến cho người ta vừa nhìn là đã biết khăn của Liễu Thi ngay khoảnh khắc hoác hoài tín định cất khăn đi thì đột nhiên lỗ mũi ông hơi nhúc nhích. Mùi này chính là... Tần Hoan đi đến cầm khăn lên người, nàng trao mày nói. Có vẻ như là mùi mồ hôi. Đôi mắt phượng của Yến chỉ híp lại. Mùi mồ hôi, sao có thể là mùi mồ hôi chứ? Trên người nàng ta đã thay áo váy mới, bôi thêm son phấn hương thơm thì sao khăn tay vẫn còn mùi mồ hôi được? Đừng nói đi gặp người khác, ngay cả lúc bình thường hàng ngày thì nàng cũng sẽ không thể để cho khăn của mình bị nhiễm mùi. Trong lòng tần hoan thoáng hồi hộp. Đây không phải khăn của nàng ta. Tần hoan vừa dứt lời thì bóng dáng từ hà thoát ẩn thoát hiện chạy đến đây. Cửu cô nương. Từ hà chạy gấp quá thở không ra hơi. Thế tử điện hạ, chi phủ đại nhân, cửu cô nương. Hoác hoài tín nhìn hắn. Chẳng phải ngươi vẫn đang kiểm tra thi thể liễu thị ư? Từ hà gật đầu. Phải, Tiểu nhân vẫn đang kiểm tra thi thể của Liễu thị, có điều, có điều hiện tại gặp phải một tình huống, Tại hạ muốn mời Cửu cô nương đến xem lại. Tại hạ sợ mình đoán sai rồi. Tần Hoan nhíu mày, tình huống gì? Từ Hà nhìn ra bốn phía xung quanh, hiện tại không tiện nói, Cửu cô nương đi theo Tại hạ đến đó nhìn là biết. Trong lòng Tần Hoan hơi nặng nề, nàng cầm khăn rồi đi theo Từ Hà về hướng viện của Liễu thị. Hoắc Hoài Tín và Yến chỉ cũng đi theo luôn. Đoàn người vội vàng đi vào trong sân rồi bước thẳng đến phòng chính. Cửu cô nương, tiểu nhân không dám xác định, nên mới để cho cô nương đến xem thử. Trên mặt từ hà tràn đầy vẻ khó xử và khó có thể lên tiếng, chỉ khiến cho tần hoan cực kỳ hồ nghi. Hiện tại liễu thị đã xác định được là bị siết cổ chết, triệu chứng không thể rõ ràng hơn. Nguyên nhân tử vong đơn giản mà thời gian tính đến nay cũng không dài, cho nên nàng mới đề nghị từ hà tự mình nghiệm thi. Thế nhưng không ngờ đến từ Hà lại có chỗ không thể giải thích được. Tần Hoan nghĩ tới nghĩ lui, lần này không cần phải mổ nghiệm thì vì sao lại khó giải quyết như thế? Tần Hoan chỉ nghĩ thôi chứ không hỏi nhiều, nàng đi thẳng vào bên trong phòng ngủ. Hiện tại phòng ngủ đã trở thành chỗ tạm thời dùng để nghiệm thi, bên ngoài có nha sai canh giữ, bên trong xiêm y liễu thị đã cởi ra được một nửa. Tần Hoan mới đi đến cửa phòng, trong nháy mắt thì bước chân nàng cũng dừng lại. Từ hà khó xử nói. Cửu cô nương, người xem, đây có phải là... Ánh mắt tần hoan rơi vào ngực bụng và trên đùi liễu thị. Hiện tại nàng đã biết rốt cuộc vì sao mà liễu thị cứ phải bôi chát từng lớp son phấn rất dày. Nàng đã nghĩ đến từ sớm, cho là có lẽ liễu thị bôi phấn nhiều như thế là để che giấu bệnh trên da. Thế nhưng nàng hoàn toàn không ngờ đến lại chính là bệnh này. Nàng chậm chạp tiến đến gần, có thể thấy được da bên dưới cổ liễu thị có từng mảng lớn mần đỏ và lở loét, ngực bụng và giữa hai đùi lại càng lở loét lớn hơn. Tần Hoan cắn chặt răng, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo. Bệnh giang mai, liễu thị vậy mà cũng nhiễm bệnh giống hệt với tần lệ. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 138, tự sát 1. Đây là bệnh hoa liễu. Suy cho cùng thì Hoắc Hoài Tín cũng lăn lộn quan trường nhiều năm cho nên đương nhiên kiến thức cũng rộng rãi. Bệnh này mặc dù đa số chỉ xuất hiện ở trên thân mấy người hạ đẳng hoặc kỹ nữ trốn làng chơi, thế nhưng ông cũng đã từng chính mắt mình nhìn thấy có thuộc hạ của mình nhiễm phải bệnh này, cho nên hiện tại mới kinh ngạc chấn động. Tần Hoan nắm chặt đôi bàn tay trắng nõn rồi lại chậm rãi thả ra. Một lúc lâu sau nàng mới tìm lại được giọng nói của chính mình. Phải là bệnh hoa liễu. Từ hà bên này thở phào một hơi. Tại hà cũng đoán là bệnh này, thế nhưng nghĩ lại thì dù sao liễu thị cũng là di nương của hầu phủ, thế nào cũng sẽ không nên mắc phải bệnh này. Tần hoan hơi nhíu mày, sắc mặt có vẻ thâm trầm không giống bình thường. Từ hà thấy tần hoan không nói gì nên chỉ nghi ngờ bản thân mình nói sai rồi, hiện tại mới nói. Khô khô, tại hà không hề có ý đó, chỉ là bệnh này. Cũng không có khả năng là tự nàng ta bị nhiễm. Đột nhiên tần hoan tiến lên phía trước, cẩn thận nhìn mụn nước trên người liễu thị. Hoác hoài tín thay thế cũng tiến lên hỏi. Cửu cô nương, người là đại phu cho nên hiểu biết tình trạng bệnh này nhất. Cô nương thấy sao? Tần hoan khẽ mím môi. Nhìn tình trạng này, đã phát bệnh ít nhất nửa tháng trở lên rồi. Hoác hoài tín trợn mắt. Chuyện này có liên quan gì đến cái chết của nàng ta không? Tần Hoan vẫn cầm khăn trắng ban nãy, Nàng nhìn thoáng qua khăn rồi lại nhìn sang Liễu thị, sắc mặt trầm trọng. Có lẽ là có, có lẽ lão phu nhân đã nghi ngờ đúng, bệnh của nàng ta dù sao cũng kỳ quặc. Yến Chỉ đứng bên cạnh nói, "Tần lão gia cũng bị bệnh, không biết là bị bệnh gì." Tần Hoan nhớn mày, hoắc hoài tín lại nhăn nhó. "Chẳng lẽ là, thế nhưng sáng nay nghe đại công tử nói Tần lão gia nhiễm bệnh chỉ khoảng 10 ngày nay thôi, còn bệnh Liễu thị lại từ lâu rồi." hoắc hoài tín nói xong lại nhìn về phía tần hoan nàng lên tiếng bệnh này phát tác cũng tùy vào cơ địa từng người điểm này thì tốt nhất chi phủ đại nhân nên đi hỏi một câu hỏi rõ rồi lại nói sau hiện tại cái khăn này lại là then chốt tần hoan đưa khăn cho hoắc hoài tín ông gật đầu đúng là như thế yến lì lại híp mắt nói khăn này là vật của nam tử xem ra ngoại trừ tần lão gia thì trong phủ này chính xác có một người có quan hệ mật thiết với nàng ta còn nữa, bệnh của nàng ta có khả năng lớn là lây từ trên người kia đến. Nói như vậy thì vũng nước đục trong tần phủ này vốn đã đục nay còn thêm sâu. Hoác hoài tín lắc lắc đầu, trong lòng thầm thở dài. Xem ra chút nữa vẫn còn rất nhiều điều phải hỏi lão phu nhân và nhị công tử rồi. Yến chỉ lại nhìn về phía từ hà. Sau khi người nghiệm thi còn phát hiện cái gì khác nữa không? Từ hà lắc đầu. Tạm thời không có, chỉ là phát hiện trên người nàng mắc bệnh này. Từ Hà hơi ngừng lại rồi nói, nàng đã bị bệnh đến mức này rồi thì xem ra cũng chẳng thể làm được chuyện gì cầu thả với ai nữa. Đêm qua nàng ra ngoài chắc chắn là chỉ muốn gặp mặt ai đó thôi. Đúng vậy, mụn rộp và lờ loét trên người Liễu thị đã lan ra khắp nơi, đừng nói là làm chuyện cầu thả, mà chỉ mới nhìn qua thôi đã khiến cho lòng người sợ hãi rồi. Mũi Tần Hoan khẽ động rồi đột nhiên nàng xoay ngoài đi ra gian ngoài. Gian ngoài bốc lên mùi thuốc thoang thoảng. Tần Hoan quét mắt tìm kiếm xung quanh thì thấy trên bàn bên dưới cửa sổ có để một chén thuốc. Tần Hoan không do dự mà tiến lên phía trước, nàng cầm lấy chén thuốc còn đọng lại một ít đưa lên mũi người người, sau đó lại ra cửa đi về phía gian bên cạnh. Trong viện của Liễu Di Nương tuy không có phòng bếp, thế nhưng việc sắc thuốc này chỉ là việc nhỏ nên có thể tự mình sắc trong viện cũng được. Tần Hoan đẩy cửa gian phòng bên cạnh đi vào, liếc một cái đã thấy bếp lò và gói thuốc đáy mắt tần hoan hơi sáng lên, nàng bước lên phía trước mở gói thuốc ra. Thuốc này là để làm gì? Tần hoan xoay người lại đã thấy Yến chỉ đứng ở cửa, tần hoan nói. Nhìn bên ngoài thì đúng là thuốc này để chữa rong kinh, thế nhưng trên thực tế có mấy vị thuốc trong này được dùng để chữa bệnh hoa liễu trên người nàng ta. Đột nhiên tần hoan nhớ đến tình huống cái hôm nàng ở kho thuốc, tú cầm phải đi lấy thuốc cho liễu thị, vậy mà đơn thuốc hôm đó cũng che giấu người nhìn giống hệt như cách Tần Hoan làm. Tần Hoan chia thuốc ra thành hai đơn, còn Liễu Thị lại tăng thêm số lượng mấy vị dược trong một đơn. Nếu so sánh thì mặc dù phương thuốc của Liễu Thị cũng là chữa bệnh hoa liễu thế nhưng công dụng không lớn được như của Tần Hoan. Còn nữa, Liễu Thị lấy được phương thuốc này ở đâu ra? Trong Đại Chu thì phương thuốc của Đại Phu cũng là một loại cực kỳ quý báu, phương thuốc chữa bệnh hoa liễu lại càng quý hơn nữa. Liễu thị là người không ra cổng trước không bước cổng sau thì ai tìm phương thuốc này cho nàng? Chắc chắn không thể nào là Tiền Bách nhận được. Đây là phương thuốc nàng ta tìm được, hay là do người ngoài đi tìm giúp nàng ta? Câu hỏi của Yến Trì cũng chính là suy nghĩ trong lòng Tần Hoan, nàng hạ gói thuốc xuống. Cái này thì phải hỏi người đi lấy thuốc cho nàng là Tú Cầm và Tiền Bách nhận đại phu trong phủ. Có điều lần trước lúc Tú Cầm đến lấy thuốc thì ta cũng gặp, ta đoán là Tiền Bách nhận cũng không hề biết đâu mà có lẽ hắn cũng không phát hiện ra bí mật bên trong phương thuốc của liễu thị chưa kể việc này không phải việc nhỏ tiền bách nhận không thể có lá gan mà giấu diếm thay cho liễu thị được có lẽ phương thuốc này là do người mà đêm qua nàng đến gặp đưa cho yến trì gật đầu di nương trong phủ mắc phải bệnh hoa liễu chuyện này không chỉ làm nhục nhã gia phong tần phủ lỡ như có một ngày lây bệnh cho tần an thì lại càng cực kỳ không ổn phàm đã là tôi tớ trong tần phủ thì có người nào có gan giúp đỡ liễu thị dối trên lừa dưới. Ngay cả chính bản thân liễu thị có lẽ cũng không dám để cho người mà mình không tin tưởng biết được. Ta biết rồi, mấy tiếng này ta sẽ đi tra hỏi. Thấy Yến Trì trả lời như vậy thì trong mắt Tần Hoan cũng hiện lên một mảnh u ám. Nếu như thật sự liễu thị có làm chuyện cầu thả gì với nam nhân khác trong phủ, dựa theo tiến triển bệnh đã được hơn một tháng kia mà nói thì người đó chắc chắn cũng sẽ nhiễm bệnh nếu như tần hoan không biết thì không sao thế nhưng nàng lại biết được tần lệ cũng nhiễm phải bệnh này trong lòng tần hoan hơi do dự liễu thị và tần lệ có liên quan gì đến nhau hay không nàng có nên kể chuyện này cho yến trì biết không làm sao thế còn có nghi vấn gì à tần hoan ngước mắt lên nhìn thấy yến trì cũng đang nhìn mình với vẻ cực kỳ thấu hiểu ánh mắt yến trì sâu thẳm con người đen nhánh lóe lên một tia sáng rực trông cứ như mặt trăng tỏa sáng dưới đáy vực. Tần Hoan mấp máy môi rồi lắc đầu. Không còn gì, trên thi thể này chỉ có thể nhìn ra manh mối mấu chốt là bệnh hoa liễu, những cái khác phải đi điều tra. Yến chỉ nhìn chằm chằm nàng một lúc rồi mới xoay người đi về hướng phòng chính, cũng không biết hắn phân phó cái gì với hoác hoài tín mà ông ta ngay lập tức dẫn hai nha sai đi ra khỏi viện của liễu thi. Tần Hoan vẫn đứng im tại chỗ, Yến chỉ lại quay lại hỏi ngươi có cần phải quay về viện của mình xem thử không ngươi hồi phủ đã lâu rồi nhưng vẫn chưa về đó tần hoan trả lời thế tử điện hạ không cần ta ở đây giải đáp thắc mắc nữa à yến chỉ quan sát nàng từ trên xuống dưới rồi nói ta thấy hiện tại ngươi có vẻ hơi lo lắng cứ về viện nghỉ ngơi đi tần hoan nhìn thoáng qua hướng phòng ngủ liễu thị rồi gật đầu đi ra ngoài hai bước nhưng đột nhiên nàng lại dừng khựng lại rồi nói ta ở trong đinh lan biển nếu thế tử điện hạ cần ta giải đáp thắc mắc gì thì cứ cho người đến tìm ta là được yến chỉ gật đầu rồi khẽ ừ một tiếng lúc này tần hoan mới đi ra bên ngoài yến chỉ đứng yên một chỗ nhìn tần hoan rời đi nàng vừa đi khỏi thì bạch phong tiến lên phía sau lưng yến chỉ khẽ nói nếu điện hạ đã đến tần phủ này rồi thì có cần phải gặp mặt bạch anh không yến chỉ ngẩng đầu lên mắt nhìn vào hư không bóng dáng tần hoan thấp thoáng ở cửa viện rồi biến mất Hắn trầm ngâm một lúc nhưng sau cùng lại vẫn lắc đầu. Không cần, Tần phủ xảy ra chuyện nên rất hỗn loạn, để cho nàng làm tốt chuyện của mình là được. Bạch Phong vâng lời rồi chỉ đứng ở phía sau mà không dám hỏi lại nữa. Thời tiết đầu tháng 9 đã thấm lạnh rồi, Tần Hoan đi ra từ viện Liễu thị ngước mắt lên nhìn bầu trời ở phía xa xa, từng đám mây màu vàng sậm xếp chồng lên nhau khiến cho cả vùng trời tràn ngập sự hưu quạnh và sơ xác tiêu điều. Tần Hoan hít thở sâu một hơi, trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Nếu như bệnh hoa liễu của liễu thị không liên quan gì với tần an, vậy thì nàng bị nhiễm bệnh từ đâu? Nếu như không biết thì không nói làm gì, thế nhưng hiện tại nàng lại biết một người khác tổng tần phủ cũng đang mắc bệnh này, nói nàng không nghi ngờ thì mới là kỳ quái. Tần hoan nhíu mày, tính tình tần lệ phong lưu không thể kiềm chế được, dựa vào tính nết của hắn thì cũng không phải không có khả năng chiêu chọc liễu thị. Hơn nữa, Trước đây hắn đã cảnh cáo nàng nhiều lần là đừng đến rừng trúc tím, cũng đừng đến bên cạnh giếng nước, cho nên đương nhiên là hắn đã biết được bên trong rừng trúc tím có bí mật gì rồi. Chẳng lẽ bí mật trong rừng trúc tím có liên quan đến hắn và Liễu thì? Nghĩ đến đây thì Tần Hoan cũng siết chặt nắm đấm, cửu tiểu thư bị giết bên trong rừng trúc, theo suy đoán trước đây của nàng thì cửu tiểu thư đã bị cái gì đó thu hút đi vào bên trong rừng trúc rồi sau đó nhìn thấy được việc không nên thấy cho nên mới gặp phải họa sát thân trước đó tần hoan không hề có đầu mối gì nên có chỉ cảm giác trong tần phủ có nhiều chỗ kỳ quái nhưng bảo kỳ quái ở đâu thì nàng lại không nói rõ ràng ra được còn hiện nay liễu thị đã chết trên người còn mắc phải bệnh hoa liễu cũng vừa vặn có một bệnh nhân hoa liễu khác trong phủ chính là nhị công tử trong tần phủ có nhị công tử và di nương thông dâm liệu có phải là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cửu tiểu thư hay không tần hoan vừa suy nghĩ vừa đi về hướng đinh lan uyển chẳng bao lâu sau đã đến trước cửa viện cửa viện mở ra thì bên trong cũng chẳng có ai cả phục linh lên tiếng có lẽ mấy người các nàng cũng bị gọi đi thẩm vấn rồi tần hoan đang mải suy nghĩ nghe thấy thế cũng gật đầu không sao hỏi xong rồi sẽ quay lại thôi tần hoan mang tâm tư sâu nặng tiến vào trong phòng Phục Linh thấy vẻ mặt nàng như vậy thì cũng không dám quấy dày nữa, chỉ thật cẩn thận bưng trà rót nước cho nàng. Tần Hoan nâng ly trà lên tay thì Phục Linh cũng không nhịn được mà hỏi. Tiểu thư, đang yên đang lành sao bát di nương lại bị sát hại? Trong tần phủ thật sự có kẻ cực kỳ hung tàn hay sao? Tần Hoan nâng ly trà lên nhấp một ngụm. Một khi đã đụng chạm đến lợi ích, chỉ cần suy nghĩ hơi lệch lạc một chút thì tự nhiên sẽ nảy ra ý định hại mạng người. Mà những người như vậy, ngày bình thường có lẽ chỉ là một gia đình hơi tham tiền, hoặc là một nô tỳ hơi có lòng đố kỵ, có thể chỉ là một đầu bếp lười biếng hết ăn lại nằm. Những người này bình thường chỉ phạm những lỗi rất nhỏ nhặt, cũng không tính là người cực kỳ hung tàn, thế nhưng qua thời gian đã có rất nhiều trường hợp thực tế, kẻ mưu hại mạng người lại chính là bọn họ. Phục Linh mấp máy môi. Thế nhưng bắt Di Nương có thù hận gì với người ta chứ? Tần Hoan buông ly trà xuống rồi đứng dậy, cái này cũng không thể biết được, có lẽ là oán hận nho nhỏ, có lẽ là trả thù, cũng có thể là kích động nhất thời dẫn đến giết người. Phải đợi Thế tử Điện Hạ và Chi Phủ Đại Nhân điều tra xong thì mới biết được. Phục Linh gật đầu rồi đột nhiên nói. Vậy mà Chi Điện Hạ lại bắt đầu tra án, hình bộ đề hình án sát xứ. Nghe qua có vẻ như chức quan cực kỳ lợi hại, chẳng lẽ Chi Điện Hạ sau này sẽ gia nhập hình bộ sao? Nghĩ đến đây đột nhiên ánh mắt Tần Hoan cũng tối lại, ngay cả phục linh cũng đã hiểu được vấn đề thì chẳng lẽ những người khác lại không hiểu chẳng trách sáng sớm nay lúc nàng đến hầu phủ thấy thái trưởng công chúa nói chuyện giọng điệu hơi nặng nề chính là đã hiểu rõ thánh thượng đang mượn cơ hội này để quyết định tông yến trì vào hình bộ vào hình bộ mà nói thì đối với các con cháu thế gia khác có lẽ là một an bài cực kỳ tốt thế nhưng đối với yến trì mà nói thì đây chính là bắt hắn phải rời khỏi sóc tây quân đây chẳng phải có nghĩa là Thánh thượng đã bắt đầu lo lắng về duệ thân vương phủ rồi sao?" Tần Hoan lắc đầu, những chuyện này không phải là chuyện nàng có thể suy nghĩ đến, điều quan trọng nhất trước mắt chính là bệnh của Tần Lệ và Liễu thị có liên quan gì đến nhau hay không. Nếu như Tần Lệ chính là người có hẹn đêm qua với Liễu thị vậy, thì người giết Liễu thị cực kỳ có khả năng chính là hắn. Chương 139 Tần Hoan đang mải nghĩ ngợi thì đột nhiên bên ngoài truyền đến vài tiếng động lớn, Phục Linh đi ra cửa nhìn rồi quay lại nói. Tiểu thư, là mấy người vãn đường bọn họ về đây rồi. Tần Hoan xoay người. Bảo bọn họ vào đây. Phục Linh vâng lời rồi đi ra ngoài, Tần Hoan ngồi xuống giường thấp bên cạnh cửa sổ. Chẳng bao lâu sau Phục Linh đã dẫn cả bốn người kia tiến vào. Bái kiến tiểu thư. Bốn người cung kính hành lễ. Tần Hoan đảo mắt một cái thấy vãn đường và vãn đào cực kỳ cung kính, thế nhưng trên mặt vẫn có vẻ hồi hộp. Vãn lê vẫn là dáng vẻ lạnh lùng im lặng như mọi ngày, cảm hơi hất lên, chỉ hơi trau mày một chút thôi. Chỉ có vãn hạnh, hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy nhưng trên mặt nàng vẫn luôn luôn có vẻ chất phác, nhìn không ra chút thay đổi cảm xúc nào. Vừa rồi bị gọi đi thẩm vấn phải không? Tần Hoan khẽ hỏi, vừa nói dứt lời thì vãn đường lên tiếng. Vâng thưa tiểu thư, là nha sai của chi phủ đại nhân thẩm vấn, chỉ hỏi là đêm qua ở đâu, sáng nay có thấy việc gì lạ hay không? Còn hỏi bình thường tính tình bát di nương như thế nào, có tranh chấp gì với ai không? Mấy người bọn nô tỳ đều chỉ mới nhập phủ không lâu cho nên cũng không biết quá nhiều, cho nên đã hỏi xong rất nhanh. Tần Hoan chỉ hỏi một câu mà vãn đường trả lời rất nhiều khiến cho Tần Hoan không cần thiết phải hỏi tiếp nữa. Tần Hoan hơi trầm ngâm vậy những người còn lại ở trong phủ thì nói thế nào vãn đường nhìn thoáng qua vãn đào vãn đào lên tiếng người ngoài nói mấy ngày nay ít thấy bát di nương ra khỏi viện thế nhưng hoàn toàn không thấy nàng ta kết thù oán với ai cả chẳng qua từ trước đến nay tính tình bát di nương có hơi khoa trương đối xử với hạ nhân cũng không tốt lắm lần này xảy ra chuyện thì cũng chẳng có mấy ai đau buồn chỉ hơi thổn thức vì nàng ta bị giết chết trong phủ khiến cho tất cả mọi người sợ hãi dựa vào cảnh tượng mà lần đầu tiên tần hoan nhìn thấy liễu thị thì nàng cũng biết được bình thường liễu thị cũng chẳng phải người điềm tĩnh dè dặt gì tính cách như vậy rất dễ dàng đắc tội với người ta thế nhưng rất không có khả năng chỉ vài câu tranh cãi mà giết người huống chi liễu thị chắc chắn sẽ không nửa đêm nửa hôm đi ra ngoài gặp gỡ một người đã gây lộn cãi vã với mình có thể khiến cho nàng ta nửa đêm hẹn gặp thì chỉ có thể là người rất thân thiết và tín nhiệm còn nếu nói nàng bị người đó uy hiếp thì lại càng không thể thay y phục mới trang điểm đậm rồi bôi hương liệu được." Tần Hoan gật đầu. "Mấy hôm nay trong phủ rất rối loạn, nếu không có việc gì thì các ngươi đừng đi ra khỏi viện, đợi đến khi nào sự việc được giải quyết rồi tính." "Vâng, cần tuân theo phân phó của tiểu thư." "Tần Hoan, ừ, một tiếng. Hạn chế ra ngoài, bớt bàn bàn tán tán, lui ra đi." Mấy người vãn đường cùng nhau hành lễ rồi lui ra ngoài. Mọi người vừa đi thì Phục Linh lên tiếng. Chuyện này bất luận thế nào thì cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta cả. Tiểu thư vẫn giúp Thế tử điện hạ tra án phải không? Tần Hoan hơi trầm ngâm. Hôm nay những việc cần tra thì đều đã tra rồi, sau này đợi phân phó của điện hạ đã. Phục Linh thở dài. Nô tỳ cảm nhận được từ lúc biết tin trong phủ xảy ra chuyện thì sắc mặt tiểu thư cũng trở nên trầm trọng. Nô tỳ sợ tiểu thư suy nghĩ quá nhiều làm tổn thương thân thể. Tần Hoan không thể ngừng suy nghĩ được, trừ khi có thể nhanh chóng tìm ra hung thủ sát hại Cửu tiểu thư. Không cần lo lắng, trong lòng ta đã tính trước cả rồi. Tiểu thư, thế tử điện hạ ở bên ngoài, mời người ra ngoài. Đến lúc hoàng hôn thì Tần Hoan cho rằng hôm nay yến chỉ sẽ không còn cần đến nàng nữa, thế nhưng hiện tại Phục Linh lại vào bẩm báo. Tần Hoan sửa sang lại y phục, rồi vội vàng đi từ trong viện ra ngoài. Ở ngã rẽ ngay cửa viện, Yến chỉ mặc toàn thân y phục đen đứng chờ sẵn, nghe thấy tiếng bước chân của nàng nên hắn mới quay đầu lại. Vào giờ này, tần phủ đã lên đèn rực sáng, suốt cả ngày nay thẩm vấn toàn bộ hạ nhân, cho nên đại bộ phận những người không liên quan đã được cười bỏ hiểm nghi, bởi vậy hiện tại ngẫu nhiên có thể thấy được hạ nhân đi lại bên trong nội viện. Có điều vì xảy ra chuyện của liễu di nương cho nên tần phủ vẫn còn rất yên tĩnh. Cộng thêm nha sai vẫn còn lưu lại trong phủ nên hạ nhân đi đường cũng không dám qua lớn tiếng. Thế tử điện hạ. Tần Hoan đi đến bên cạnh rồi nhún nhún người. Yến chỉ nhìn sang Tần Hoan, hơi trao mày rồi nói. Buổi tối trời đã chuyển lạnh, sao ngươi còn chưa mặc áo choàng đã đi ra ngoài? Tần Hoan hơi thất thần, nàng không nghĩ đến Yến Trì lại quan tâm đến nàng như vậy, vì thế nàng lắc đầu nói. điện Hà không cần lo lắng, hiện tại ta không cảm thấy lạnh. Điền Hà đến đây là có điều gì nghi vấn? Yến chỉ khẽ nói. Hoác Đại Nhân đã gặp mặt Tần Lão Gia, bệnh mà Tần Lão Gia mắc phải quả nhiên cũng là bệnh hoa liễu. Yến chỉ nói cực nhỏ, Tần Hoan nghe xong thì trong lòng cũng cực kỳ chấn động, nàng vội hỏi lại. Đã bao lâu rồi? Đáy mắt Yến chỉ hơi lóe lên. Khoảng trên dưới 20 ngày rồi, ban đầu là giấu diếm thế nhưng sau này nặng lên rồi mới không thể không nói ra. Ông ta nhiễm bệnh không lâu như liễu thị, hắn cũng nói lần cuối cùng ông ta trung phòng với liễu thị là vào khoảng một tháng trước đây vào thời điểm đó chắc chắn liễu thị đã nhiễm bệnh rồi chỉ là ông ta không phát hiện ra mà thôi tần hoan nhíu mày cho nên nói bệnh của liễu thị không phải do tam thúc truyền cho chấm yến trì ừ một tiếng đúng là như thế cho nên hiện tại người có nghi ngờ lớn nhất chính là người mà nửa đêm hẹn gặp liễu thị chắc chắn người đó cũng chỉ là người ở trong tần phủ hơn nữa hắn nhất định cũng đã mắc phải bệnh hoa liễu. Trong lòng tần hoan hồi hộp, tần lệ cũng bị bệnh hoa liễu, thế nhưng thời gian nhiễm bệnh của hắn ngắn hơn so với liễu thị. Có hai khả năng, thứ nhất, tần lệ nhiễm bệnh từ bên ngoài phủ đúng như lời hắn nói. Thứ hai, bệnh của tần lệ chính là do liễu thị truyền cho, nếu như vậy thì hắn đã có động cơ để giết người. Cho nên Điện Hà dự định điều tra toàn bộ nam tử bên trong tần phủ. Khóe môi Yến chỉ hơi cong. Đúng là ta đang có ý đó, nhưng nửa canh giờ sau mới bắt đầu. Tần Hoan thoáng dùng mình. Nửa canh giờ sau. Yến chỉ nhạy bén cảm nhận được gì đó. Làm sao thế? Tần Hoan cụp mắt, ánh mắt nàng đảo qua lại hai vòng. Yến chỉ thấy thế càng hoài nghi hơn, thế nhưng hắn lại không hỏi mà chỉ nhìn chăm chăm vào nàng. Trong lòng Tần Hoan rất bối rối, sau đó đột nhiên ngừng đầu lên, ngay lập tức nàng đã bắt gặp ánh mắt tin tưởng của yến trì vẫn đang nhìn mình nàng cắn răng một cái rồi cố hạ thấp giọng nói có một người thế tử điện hà không cần phải điều tra lồng mì yến trì hơi giật giật người nào tần hoan nhìn trái nhìn phải rồi tiến lên một bước đến sát bên cạnh yến trì nàng càng nói nhỏ hơn tần lệ yến chỉ nhíu mày nhị công tử tần phủ tần hoan ừ một tiếng Thế tử Điện Hạ không cần phải điều tra hắn, bởi vì bởi vì hắn cũng đã mắc bệnh hoa liễu, mấy ngày trước hắn đến tìm ta cầu cứu cho nên ta đã kê vài phương thuốc điều trị cho hắn. Đáy mắt Yến Trì cực kỳ lạnh lùng, nhị công tử Tần phủ cũng mắc phải bệnh hoa liễu. Một người là di nương, một người là nhị công tử. Hai người này trước đây đã có quan hệ gì? Việc này chỉ có hai người các ngươi biết. Yến Trì vừa hỏi xong thì trong lòng hắn cũng có một cảm giác hơi kỳ lạ. Bệnh hoa liễu vốn là bệnh hiểm nghèo không nói, lại còn có thể lây nhiễm. Không những có thể lây nhiễm mà lại còn là loại bệnh làm cho thế gian cực kỳ ghê tởm. Công tử tiểu thư nhà đàng hoàng chắc chắn sẽ không mắc phải bệnh này. Mặc dù Tần Hoan là đại phu lại có y thuật cao minh, cứu người chính là bản nguyện của nàng thế nhưng nghĩ thế nào thì Yến Trì cũng cảm thấy bất bình thay cho nàng. Tần Hoan lắc đầu. Phục Linh cũng biết, hầu cận bên người Tần Lệ có lẽ cũng biết tần hoan dừng lại một chút rồi nói tiếp ta đã hỏi qua hắn hắn nói là bị nhiễm bệnh từ ngoài phủ thế nhưng lời hắn nói ta cũng không chắc là thật hay giả thời gian phát bệnh của hắn cũng tương đương với tam thúc đều là muộn hơn so với liễu thị nếu như hắn nói thật thì có khả năng hắn không liên quan gì đến vụ án này cả còn nếu hắn nói dối chẳng hạn như hắn cấu kết với liễu thị mới nhiễm bệnh này thì hắn cũng đã có động cơ gây án rồi Lúc Tần Hoan nói ra những lời này thì trong đầu chỉ hiện lên đôi mắt tràn đầy đau đớn và chua chát của Tần Lệ, nàng mấp máy môi, đôi mắt trong trẻo như nước suối của nàng nhìn thẳng vào Yến Trì. Yến Trì cũng nhìn thấy Tần Hoan như vậy, đột nhiên hô hấp của hắn cũng nhẹ đi một chút. Chiều cao của nàng so với nữ nhân thì tính vào hàng trung bình, không quá cao hay quá thấp, khi nàng đứng ở trước mặt Yến Trì thì chỉ cao đến khoảng qua ngực hắn. Hiện tại nàng đứng cách hắn quá gần, bởi vì muốn nhìn vào mắt yến chỉ nên mới ngửa đầu lên mái tóc hơi bay bay phía sau tay nàng khuôn mặt nhỏ nhắn với đường nét xinh đẹp rõ ràng đôi mắt nàng nổi bật giữa ánh đèn đêm phía sau vừa trong trẻo vừa quyến rũ say lòng người cứ như đá cuốn rơi lạc vào dòng suối mát lành ánh mắt dịu dàng không dao động của nàng chiếu thẳng vào mắt yến chỉ khiến cho lòng hắn lại rối loạn yến chỉ khó khăn nuốt nước bọt suýt chút nữa thì đôi tay đã giơ lên xoa nắn khuôn mặt nàng hắn siết chặt nắm tay rồi bình ổn lại cảm xúc trong lòng, sau đó mới lên tiếng. Người muốn ta không công khai điều tra hắn, lưu lại cho hắn chút mặt mũi. Đối với Yến Trì mà nói thì chuyện nhìn thấu lòng người khác lại cực kỳ đơn giản. Tần Hoan nói với hắn những lời này, mặc dù đã có chút tín nhiệm hắn thế nhưng cũng kèm theo chút thương hại tần lệ. Đối với nữ tử mà nói thì bệnh hoa liễu chính là sự sỉ nhục. Còn đối với một công tử thiếu niên như Tần Lệ thì cũng chỉ là tổn hại thanh danh mà thôi. Mặc dù Yến Trì đã hiểu rõ ràng thế nhưng trong lòng hắn lại có chút không vui. Vì sao Tần Hoan lại phải phí nhiều tâm tư lo lắng cho loại người như Tần Lệ? Tần Hoan vẫn hơi ngửa đầu. Phải, ta đã cho Điện Hạ biết tình hình thực tế. Điện Hạ có thể trực tiếp đến điều tra hoặc truyền hắn đến thẩm vấn đều được đương nhiên nếu điện hạ cảm thấy làm thế thì hơi bất công với những người khác thì cũng có thể điều tra công khai trước mặt mọi người yến trì nhìn tần hoan rồi đột nhiên cười khẽ vì sao ngươi lại che chở hắn ánh mắt tần hoan hơi dao động đã chữa bệnh cho hắn nhiều ngày nay tự nhiên cảm thấy lo lắng cho hắn hơn một chút yến trì không định tiếp tục bắt bẻ nữa nếu nàng đã nói ra thì cứ làm theo lời nàng là được yến trì gật đầu được ngươi nói ta đã nắm rõ vậy có còn yêu cầu nào khác không vẻ mặt yến chỉ áp bức người ánh mắt cũng sáng rực lên tần hoan nhìn hắn rồi hiện tại mới cảm nhận được mình đang đứng cách hắn quá gần vì thế nàng mới lui về sau một bước đương nhiên không có vụ án này thế nào xin nghe theo sắp xếp của điện hà yến chỉ cong cong môi cười khẽ một tiếng vừa câu trước còn yêu cầu hắn câu sau lại là nghe theo hắn sắp xếp mâu thuẫn như thế mà nàng cũng có thể nói ra được Hắn còn đang mải suy nghĩ thì đã có tiếng bước chân vang lên ở cách đó không xa. Yến chỉ quay đầu lại thì nhìn thấy có một tỷ nữ dẫn người đi đến đây, mà hắn nhận ra tỷ nữ này, nàng ta chính là nha hoàn bên cạnh Tần lão phu nhân. Tần Hoan cũng nhìn sang, liếc mắt một cái đã thấy được Thái Hà đang đi đến. Thái Hà đi gần đến rồi hành lễ, bái kiến thế tử điện hạ, bái kiến Cửu tiểu thư. Thái Hà vừa đến thì ý cười trên mặt Yến Chỉ cũng tiêu biến hết, hắn nghiêm giọng nói. Miễn lễ, người ngươi đã triệu tập đến đâu rồi? Thái Hà cung kính nói. Khởi bầm điện hạ, tất cả nam bộc ngoài viện đã triệu tập xong, đang chờ ở viện quản sự, chi phủ đại nhân đã đến đó rồi. Yến Chỉ gật đầu rồi nhìn về phía tần hoan. Cửu cô nương quay về đi. Đứng trước mặt người khác thì ngữ khí nói chuyện của hắn hoàn toàn xa cách. Tần Hoan nhún người chào rồi Yến Trì cũng quay người lại đi khỏi. Yến Trì rời đi rồi nhưng Thái Hà cũng không vội, nàng nhìn Tần Hoan rồi nói. Cầu tiểu thư, lão phu nhân cho mời. Trong lòng Tần Hoan khẽ giật mình, nhưng trên mặt không hề có chút nào ngoài ý muốn. Cái gì nên đến thì sẽ đến, nàng bị Yến Trì chỉ, chỉ đích danh đi theo hắn giải đáp nghi vấn, cho nên tưởng thị gọi nàng đến cũng là lẽ đương nhiên. Có điều. Bị gọi đi như vậy thì Tần Hoan cũng cảm thấy có vấn đề ở đâu đó. Tưởng thị đã trở về Phật đường, Tần Hoan đi theo phía sau Thái Hà trên con đường nhỏ thẳng đến Phật đường. Vị trí của Phật đường ở chỗ khá yên lặng, ở giữa có đoạn đường thậm chí không hề thắp đèn, cũng may mà Thái Hà dẫn theo hai nha hoàn cầm theo đèn lồng. Đi được vài bước, đột nhiên Thái Hà quay đầu lại. "Cầu tiểu thư, có sợ không?" Chương 140. Tần Hoan lắc đầu đương nhiên không sợ thái hà cười rộ lên lá gan cửu tiểu thư thật lớn người không sợ là tốt rồi đường đi bên này hơi tối nên nô tỷ lo lắng sẽ làm cho người sợ hãi hơi ngừng lại thái hà lại nói trong phủ xảy ra chuyện như vậy ngay cả nô tỷ cũng hơi hoảng sợ dù sao cũng đã chết mất mạng người thái hà như vậy thì tần hoan cũng hiểu được nàng không nói tiếp mà chỉ đi theo thái hà đến phật đường rất nhanh đã đến trước phật đường Đến khi vào được trong phòng chính thì Tần Hoan đã gặp Lâm Thị và Tần Sâm đang ở đó. Tần Hoan nhún người hành lễ, ánh mắt ủ rột của Tường Thị cũng rơi lên trên người nàng, còn Lâm Thị bên cạnh lại dịu dàng nói. Hoan Nhi, hôm nay con đi theo rẻ thân vương Thế Tử Điện Hạ và Chi Phủ Đại Nhân, bọn họ điều tra ra cái gì con cũng biết. Tần Hoan cụp mắt. Thế Tử Điện Hạ và Chi Phủ Đại Nhân tra ra liễu di nương mắc phải bệnh lạ, hiện tại suy đoán Liễu Di Nương đúng thật là có cấu kết cùng với người ngoài. Hoan Nhi phỏng đoán bọn họ sẽ điều tra tiếp theo hướng này. Nghe thấy lời này của Tần Hoan thì Lâm Thị liếc mắt nhìn tưởng thị một cái, mà trên mặt mấy người bọn họ không hề kinh ngạc hay nghi hoặc gì cả, hiển nhiên biết lời Tần Hoan đích xác là nói thật. Mà tình huống này chắc chắn bọn họ cũng đều đã biết rõ. Thế tử Điện Hà có tra những chuyện khác không? Đột nhiên Lâm Thị lại hỏi thêm một câu. Tần Hoan hơi nghi hoặc cha cái khác. Cái khác là nói đến cái gì? Tần Hoan lắc đầu. Không hề, chỉ tra ra được những thứ này. Hiện tại Thế tử Điện Hạ và Chi Phủ Đại Nhân chẳng phải đang điều tra những nam bộc khác trong phủ xem có ai bị bệnh hay không sao? Trong phòng yên lặng một lát, quả nhiên những điều Tần Hoan biết cũng không ít hơn bọn họ bao nhiêu. Cửu muội muội, ngày mai muội còn phải tiếp tục tra án với Thế tử Điện Hạ. Tần Sâm đột nhiên lên tiếng trong phủ đã có người chết, muội nên giống với Tương Nhi và Sương Nhi chỉ nên ở yên trong viện thôi. Để muội đi theo Thế tử điện hạ và chi phủ đại nhân làm việc khiến cho bọn ta không đành lòng, đêm nay muội cũng đừng sợ hãi quá. Tần Hoan ngước lên nhìn Tần Sâm một cái, thấy trên mặt Tần Sâm tràn đầy sự quan tâm lo lắng. Thật ra cũng không có gì sợ, chẳng qua nghĩ đến trong phủ có một hung thủ đang ẩn mình nên muội mới hơi bất an thôi. Tần Sâm gật đầu. Đương nhiên là như vậy, cho nên buổi tối muội cứ ở yên trong viện của mình chứ đừng đi loạn. Tần Hoan gật đầu. Vâng, đa tả đại ca. Tần Sâm khẽ cười rồi nhìn sang Lâm Thị và Tưởng Thị. Mẫu thân, tổ mẫu, nếu như không còn gì muốn hỏi thì cứ để cử muội muội quay về nghỉ ngơi đi. Ánh mắt Tưởng Thị vẫn còn đang rơi trên người Tần Hoan, bà yên lặng mãi một lúc sau mới lên tiếng. Nếu như thế tử Điện Hạ và Chi Phủ Đại Nhân nể mặt mũi của Thái trưởng Công Chúa mà coi trọng ngươi, hỏi ngươi tình hình thực tế thì chỉ cần trả lời là được. Có điều mọi sự cũng phải suy nghĩ vì danh dự của tần phủ, suy cho cùng thì ngươi cũng là người của tần phủ, không thể để cho mọi chuyện trong tần phủ trở nên quá mức náo nhiệt khoa trương. Tần Hoan thầm cười lạnh trong lòng nhưng trên mặt vẫn bình thản. Vâng, Hoan Nhi đã biết. Tưởng thị chậm rãi nhắm mắt lại rồi thở dài. Được rồi, ngươi trở về đi. Thái Hà, ngươi đi tiễn đi. Tần Hoan nhún người chào rồi mới xoay người đi ra ngoài, Thái Hà dẫn theo hai nha đầu cầm đèn đuổi theo kịp, đến lúc đi ra khỏi cửa chính Phật Đường mới khẽ nói: "Cầu tiểu thư chớ sợ, lão phu nhân cũng là muốn nghĩ cho danh dự của Tần phủ." Đương nhiên Tần Hoan hiểu rõ được tâm tư của Tường thị, thế nhưng nàng lại cảm thấy Tường thị đang làm chuyện thừa thái. Nàng vốn là người ngoài, ví dụ như nàng không hề biết Tần An bị bệnh hoa liễu thì nàng làm sao mà nói với Yến Trì được? mà cho dù nàng biết thì đằng nào Yến Trì cũng sẽ điều tra, tưởng thị làm như vậy lại khiến cho người ta cảm thấy bà ta đang có tật giật mình. Chuyện này đương nhiên ta hiểu rõ. Giọng nói tần hoan hoàn toàn bình thường, trên mặt cũng không có biểu cảm gì. Thái Hà nhìn nàng một chút rồi khẽ cười. Phải nói là cửu tiểu thư còn lớn gan hơn lục tiểu thư và ngũ tiểu thư, có điều trong phủ xảy ra chuyện như vậy thì cửu tiểu thư vẫn nên để ý một chút. Giống như ban nãy người nói, hung thủ vẫn còn ẩn nấp, không biết khi nào lại tiếp tục xuất hiện làm điều ác. Mặc dù Tần phủ có phân chia nội viện và ngoại viện thế nhưng vẫn không tránh được ban đêm có người bên ngoài tiến vào. Trong lòng Tần Hoan khẽ động, đột nhiên nàng nhìn sang Thái Hà rồi nói: "Thái Hà cô nương cảm thấy hung thủ là ai?" Thái Hà nghe thấy thế thì chớp mắt mấy cái rồi lại lắc đầu. Thái Hà chỉ là kẻ làm nô tỳ nên không nghĩ ra được, chỉ có thể trông chờ vào thế tử điện hạ và chi phủ đại nhân. Ngược lại lão phu nhân lại luôn cảm giác được là cái giếng kia đang tác yêu tác quái. Nghĩ lại cũng kỳ lạ, buổi sáng lục tiểu thư mới vừa ngã xuống thì buổi đêm bát di nương đã xảy ra chuyện. Lão phu nhân nói đợi vụ án này điều tra rõ ràng rồi sẽ mời pháp sư về dựng đạo tràng lớn làm lễ 49 ngày mới đuổi được hết những xui xẻo trong phủ. Tần Hoan bật cười. Miệng giếng kia cũng đã bị lấp kín rồi, bát di nương xảy ra chuyện không may chẳng liên quan gì đến cái giếng đó cả thái hà cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ mấy năm nay lão phu nhân chỉ hướng về phật tổ mỗi lần trong phủ xảy ra chuyện gì không may thì sẽ luôn mời pháp sư về làm lễ về lâu về dài đã tạo thành thói quen rồi từ hà dừng lại một chút rồi đột nhiên lại lên tiếng phải rồi không biết chỗ giàn hoa kia lúc nào có thể cho người qua lại chỗ miệng giếng kia lấp xong rồi còn chưa kịp lát gạch lên trông rất bất nhá chiều nay lão phu nhân cũng thúc giục ta một lần thế nhưng thế tử điện hạ và chi phủ đại nhân đều đang bận phá án, sao có thể để tâm đến chuyện giải đất lát gạch chứ? Khóe mắt tần hoan run rẩy, cảm thấy tưởng thị thật sự quá mức mê tín. Chuyện này ta cũng không biết, để mai đi, mai có lẽ cũng thẩm vấn xong rồi. Thái Hà gật đầu. Vậy thì tốt rồi, đa tạ cửu tiểu thư, ta cũng không làm gì cả, không dám nhận chữ tạ này. Thái Hà lắc đầu rồi nói tiếp. Cửu tiểu thư, vừa rồi người đã nghe hiểu được ý của lão phu nhân. Tần Hoan nhìn về phía Thái Hà. Lão phu nhân có ý gì? Thái Hà tiến lên sát lại gần Tần Hoan, nói rất khẽ. Lão phu nhân không thích thế tử Điện Hạ và chi phủ đại nhân đi vào trong cấm địa của phủ, suy cho cùng thì Tần Phủ cũng là nhà có uy tín trong thành Cẩm Châu, cho nên mấy chuyện di nương với lão gia đều liên quan rất lớn đến gia phong Tần Phủ. Trong lòng Tần Hoan dùng mình. Ngươi là nói dừng chút tín hai người vừa đi vừa nói chuyện đã đi đến đoạn đường tối nhất ban nãy thái hà ngừng lại hơi cong môi nói cửu tiểu thư tâm tư nhạy bén nhất định có thể hiểu được ý của lão phu nhân nàng nói xong rồi nhìn thoáng qua phương hướng đinh lan uyển đinh lan uyển không còn xa nữa thái hà phải quay lại hầu hạ lão phu nhân đây không tiến cửu tiểu thư nữa người đi thong thả tần hoan khẽ gật đầu thái hà nhún người hành lễ rồi xoay người đi về hướng ngược lại nàng nhìn thái hà rời đi bản thân vẫn đứng yên một chỗ hồi lâu không nhúc nhích phục linh ở bên cạnh nói tiểu thư làm sao thế tần hoan hoàn hồn nàng nhìn thoáng qua đường đi vẻ mặt mơ hồ ngơ ngác cứ thế bước đi cửu tiểu thư bị giết ở rừng trúc tím thế nhưng trước đây là tần lệ giờ đến thái hà bọn họ đều nói nàng đừng đi vào trong rừng trúc tím rốt cuộc trong rừng trúc có bí mật gì? Hiện tại cả Yến Trì lẫn Chi Phủ Đại Nhân đều tín nhiệm nàng, chỉ cần nàng nói một câu là có thể hướng mũi giáo vào rừng trúc rồi, như vật thì nàng có thể công khai đi vào trong đó, không những thế lại còn có thể nguyện nhân thù của Yến Trì điều tra rõ ràng cái chết của cửu tiểu thư. Rốt cuộc thì có nên làm thế hay không? Tần Hoan cúi đầu, lông mày nhíu chặt lại. Tiểu thư, vừa rồi Thái Hà tỷ tỷ nói gì đó, Bàn nãy vì Thái Hà muốn đến gần Tần Hoan cho nên Phục Linh và hai nha đầu cầm đèn kia đi mãi ở phía sau, cho nên Phục Linh cũng không nghe thấy Thái Hà nói cái gì. Tần Hoan hít vào một hơi, nàng ta nói đừng đến rừng trúc tím. Phục Linh nghe xong thì thấy sống lưng lạnh toát, vì sao phải đến rừng trúc tím? Nói xong nàng lại nhìn Tần Hoan kinh ngạc, tiểu thư lại muốn đến rừng trúc tím rồi à? Lần trước vì sao tiểu thư đến rừng trúc cũng vẫn chưa nói với nô tỳ đâu. Tần Hoan lắc đầu, đột nhiên nàng lên tiếng. Lời đồn về rừng trúc tím là em nghe ai nói? Phục Linh nghĩ nghĩ. Tiểu thư muốn hỏi là vì sao có lời đồn rừng trúc tím chính là cấm địa của Tần Phủ phải không? Nô tỳ nhớ hồi đó hình như là Lưu Đại Nương ở phòng bếp nói, có điều chuyện này hạ nhân lâu năm trong phủ đều biết cả, nói là năm đó có một vị di nương thắt cổ chết trong rừng trúc, sau đó lão gia mới không cho ai vào trong đó nữa. Đúng là trúc tím trong phủ này rất quý báu không biết vì sao mà lão gia lại dọn dẹp toàn bộ rừng trúc cứ như vậy mà hoang phế đi có điều từ đó về sau bất luận là chủ hay tớ đều không có ai dám đi vào trong đó cả cũng không phải là không ai dám vào liêu quản gia lâm thị cũng đều đã vào trong rồi không đúng từ từ bước chân tần hoan rừng khựng lại sao nàng lại quên mất chuyện này chứ liễu thị đi vào rừng trúc mà nàng cũng tình cờ nhìn thấy lưu quản gia đi vào trong đó chẳng lẽ người cấu kết với liễu thị cực kỳ có khả năng là lưu quản gia hô hấp tần hoan cũng căng thẳng đột nhiên nghĩ đến gói thuốc trong phòng liễu thị liễu thị không dám trực tiếp gọi tiền bách nhận đến khám bệnh cho nên đã có người khác cho nàng phương thuốc thậm chí còn dạy nàng cách che giấu tai mắt người khác người này hoặc là tần lệ hoặc là lưu xuân hay rốt cuộc lại là một người nào đó khác. Đột nhiên tần hoan trao mày rồi lại bước đi rất nhanh. Tiểu thư muốn đi đâu? Phục Linh vội vàng hỏi một câu, tần hoan nói. Đi tìm trì điện hạ. Phục Linh đuổi theo kịp. Trì điện hạ ở trong viện quản sự. Tần hoan biết điều này, nàng nâng váy lên vừa đi vừa chạy về hướng viện quản sự. Đáy lòng nàng có rất nhiều nghi vấn, ban nãy lúc yến trì đến nàng không có cơ hội hỏi cho kỹ còn hiện tại chỉ cần hỏi Yến chỉ là có thể biết rồi. Rốt cuộc là ai cấu kết cùng với Liễu Thị, đáp án rất nhanh có thể công bố rồi. Trái tim tần hoan đập như trống hồi, nghĩ đến lần trước nàng nhìn thấy dáng vẻ bắt Di Nương đi từ trong rừng trúc ra thì nàng càng thêm chắc chắn. Liễu Di Nương vào trong rừng trúc để đi lấy đồ, thứ nàng cầm trên tay chính là một mối nghi vấn lớn. Tần hoan thở hồng hộc, đi được đến trước cửa viện quản sự rồi quả nhiên thấy ngoài cửa có nha sai canh giữ nàng dừng bước lại ổn định hơi thở rồi mới đi vào nàng đang đinh bảo nha sai đi vào trong thông bẩm một tiếng thế nhưng vừa đến cửa đã thấy yến trì và hoắc hoài tín đứng ở bên trong trước mặt họ còn có một nha sai đang đứng cũng không biết nha sai kia nói gì mà vẻ mặt yến trì và hoắc hoài tín đều biến sắc tần hoan trao mày ánh mắt rơi vào trên người nha sai kia Mặc dù người đó đã khoác lên mình y phục của nha sai, thế nhưng có thể nói toàn thân người này toát ra vẻ rất phong trần. Không chỉ có trên giày hắn dính đầy bùn đấy mà ngay cả trên vạt áo cũng có vết bùn dơ. Tần hoan nheo mắt, nha sai này chính là chạy từ xa đến đây. Có thể là do ánh mắt tần hoan quá chăm chú cho nên Yến chỉ cảm nhận được, hắn nhìn thấy nàng đến thì trao mày rồi đi ra phía nàng đến lúc đứng trước mặt nàng thấy mồ hôi chảy đầm đìa trên trán nàng thì mới nhăn nhó lên tiếng. Làm sao thế? Tần Hoan nhún người rồi liếc mắt nhìn vào bên trong viện. Đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Yến chỉ u ám, hắn trầm ngâm dây lát rồi mới khẽ lên tiếng. Ngụy Ngôn Chi đã tự sát chết ở thập lý miếu rồi. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn